Ok, xin chào các bạn. Ngày hôm nay tôi sẽ review cho các bạn một loại tai nghe cũng là của RGB với mức giá khá là rẻ, dưới 120.000. Đó chính là chiếc RGB P47M. Hiện tại ở đây tôi có hai màu, màu đen và màu xanh. Bắt đầu review thôi. Vậy thì tôi sẽ review màu đen đi, tại vì màu xanh thì hiện tại là tôi chưa sạc hết pin rồi. Màu đen tôi đã sạc được khoảng 70% và có test và trải nghiệm cũng tương đối là sâu thôi, chứ cũng không sâu quá, tại vì cũng không có quá nhiều điều gì để nói. Vậy thì thông số của nhà sản xuất đi, nó không có quá nhiều đâu, và ngoài khá là sơ sài, vài một chữ không đáng kể. Công nghệ kết nối 5.0 được trang bị sẵn trong tai nghe, khá ổn. Vậy thôi, còn lại những thông số khác thì tôi thấy thật là không quá quan trọng. Mở luôn ra. Bên trong sẽ gồm một cái tai nghe và chỉ một sợi dây cáp thôi. Cái này thì là một điểm chưa rồi, tại vì nó sử dụng cổng micro USB, tức là cổng B đấy các bạn. Nó khá là lỗi thời và cũ rồi. Hiện nay các sản phẩm phụ kiện công nghệ điện thoại, máy tính, laptop vân vân, máy tính, iPad thôi, laptop cũng cổng khác để dùng cổng C, mà cái dùng cổng B thì tương đối lỗi thời rồi, không còn gì cả. Vậy thôi. Đầu tiên về thiết kế đi, hoàn toàn là bằng nhựa. Nhưng mà nó có một điểm mà tôi không biết là có cộng trừ, các bạn tự đánh giá xem như nào. Phần bản lề bên trên này này làm rất chắc chắn, rất khó bẻ. Đây, bẻ được như này là mắc rồi, bẻ thêm 100% là sẽ gãy. Nó khá là cứng. Điểm chứa điểm cộng thì tùy các bạn mình nhận xét nhé. Và phần tai mèo này vẫn không tháo được, nó cũng là cố định thôi. Phần nút thì theo tôi đây là một điểm cộng, tại vì tôi không thích về cái nút ở vành này lắm. Trước đây là bản CT-B39 thì nó sử dụng nút ở vành này. Còn lên bản P47M này thì nó sử dụng nút ở ngay bên cạnh thôi. Nó khá là gọn gàng, tôi thích kiểu này. Bên trên là nút nguồn, hai bên là nút tua, và ở giữa là nút nghe gọi và hội thoại hoặc là tua luôn. Nó cũng đơn giản vậy thôi, không có gì quá đáng nhiều, quá nhiều để kể cả. Giờ bật lên luôn nhé. Phần màu sắc của tai nghe thì có vẻ là màu sắc tai nghe nó chỉ di chuyển chậm chậm, chuyển chậm chậm như này thôi. Nó không nhấp nháy nhấp nháy như bản CT. Cái này chắc là điểm trừ. Vậy thì trải nghiệm đeo đi. Trải nghiệm đeo trước tai nghe này rất rộng. Như đây đã chia sẻ từ trước, tôi thuộc dạng đầu to mặt lớn. Nhưng mà khi mà kéo mắc cái này ra, thật sự là thừa luôn. Đây là một điểm cộng hơn so với bản CT. Tôi chỉ cần cho hai nấc là có thể đeo vừa thoải mái được. Cái này phù hợp cho gần như là mọi đối tuổi, mọi đối tượng, mọi lứa tuổi. Các bạn mua về sử dụng sẽ rất yên tâm về kích cỡ nhé. Cái này hoàn toàn yên tâm. Vậy thì đến chất lượng âm thanh đi. Tôi đánh giá chất lượng âm thanh của chiếc này thì nó tương đối ổn thôi. Âm tổng thể cũng khá to. Tôi để tầm 40% là có thể nghe rõ rồi. Để 100% có lẽ là sẽ rẻ với tai nghe này có mức giá. Nói mức giá dưới 120.000, chứ thực ra thì nó là 119.000. Nó chỉ dưới 1.000 thôi. Vậy thì quay trở lại vấn đề đang nói đi. Về chất âm, chắc chắn lên 100 nó sẽ rè khá là nhiều và đứt tai. Có khi chưa nghe thì rè các bạn đừng phải đau tai. Phần bass thì cũng tạm được thôi. Thật sự là nó không thể bằng Sony được. Sony là vua âm thanh rồi. Phần bass thì khó ăn Sony lắm. Bass con này thì tạm ổn. Tôi đánh giá tầm 4/10. Mà các bạn nghe thì cũng nghe âm thanh phương tiện là chủ yếu. Phần âm, phần bass đấy thì cũng không nghe nhiều lắm đâu. Cũng bình thường này. Pin đi,
sẽ phần cuối cùng. Pin con này thực sự tôi thấy nó khá là trâu. Tôi bật 40%, có bật cả đèn, vừa nghe nhạc vừa chơi game. Khoảng tầm 30 phút chỉ bật 10%, suy ra 1 tiếng 20 là 5 tiếng nó sẽ được 100%. Có thể sử dụng 5 tiếng khi mà dùng 40% chất lượng âm thanh và bật thêm cả đèn. Mặc dù theo công bố này sản xuất là có thể sử dụng đến từ 8 đến 10 tiếng. Có lẽ khi tắt đèn và sử dụng âm thanh thấp hơn thì các bạn sẽ sử dụng được thôi. Tại vì tôi cũng không dạng lắng tai nên là phải sử dụng âm thanh to. Vậy cho nhỉ? Chắc là chỉ vậy thôi. Sản phẩm đã được bán mức giá 119.000 tại Đại Pháp Vĩnh Lộc. Với tên tên kênh trên Shopee là Đại Pháp Mobile Official Store. Các bạn nhớ ghé qua để tham khảo. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.